Xin chào các bạn, mới ngủ dậy nè, vừa mới chợp mắt thôi mà trời đã sáng rồi, nhanh ghê á. Hãy cùng mình nấu ăn nha, đố biết nếu muốn gì, xem hết video này để có kết quả nhỉ. Hôm qua đi rừng kiếm rất là nhiều loại rau luôn, nấm nữa, bây giờ sẽ bắt đầu chế biến. Nấm này mà có thịt heo nấu chung á, chắc là ngon lắm. Đầu tiên là đổ một ít dầu, tiếp theo là sẽ cho cái này vô nhé. Không biết người ta gọi là gì nhỉ, tiếng mình gọi là pri-pri. Sau đó là cho nấm vào, tiếp theo là đổ nước, nếu mà không đổ thì rất là uổng. Kiểu mình xào á, ăn nó tiết tiết sao sao ấy. Sau đó là cho 3 muỗng muối, biết có mặn không ta. Bột ngọt thì cho 1 muỗng thôi, không có nhiều. Xong thì để nắp lại cho nó sôi. Sau hơn 5 phút nấu thì cái nồi cũng đã sôi. Chính rồi đó các bạn. Xíu nữa cho xem thành quả sau nha. Giờ tiếp tục nấu món thứ hai nữa. Đối với bạn biết món gì, đó là rau bào tử heo xào với rau xuân. Nghe lạ lắm đúng không? Rau bào tử heo á thì kiếm ở rẫy, còn rau sun á thì nếu mà ở bờ suối như các bạn là phải ra suối kiếm đó. Bắt đầu nấu thôi. Đầu tiên là đổ một ít dầu, tiếp theo là bỏ rau bào tử heo vô nhé. Sau đó là đổ một ít nước, tại vì sợ nó không có chín á. Đợi sôi thì mình sẽ bỏ rau sun nha, tại vì rau này nhanh chín á nên mới bỏ sau. Đó các bạn thấy không? Mới bỏ xíu à, xong rồi khóa đi là nó chín liền à. Gia vị thì sẽ bỏ một ít bột ngọt là không thể thiếu được. Thì tiếp theo là muối, như đây rất được rồi đó. Xong rồi đảo đều lại cho nó chín. Và thế là đã xong. Cách nấu rất là đơn giản. Giờ thì hãy cùng xem thành quả nhé. Tên tên, mấy bạn thấy được không? Nhưng mà ăn không được ngon cho lắm, tại vì nó hơi mặn á. Trời ơi, chắc hồi nãy lỡ bỏ muối nhiều. Tiếp theo là sẽ nấu món mực tươi mới mua cho chú bên cá đó. Tự nhiên thấy chú bán thèm quá nên mua. Lần này sẽ không nấu mặn nữa mà sẽ nấu vừa vừa nha. Nếu mà bạn á thì thôi luôn, ăn không được đâu. Bữa giờ toàn nấu một luộc không à. Đây là lần đầu nấu mực tươi á, không biết mình phải thế nào nhỉ. Thôi nó đến vậy, bỏ gia vị xong hết rồi. Tiếp theo là sẽ đổ nước nha. Trời ơi, sao nó có màu đen đen vậy mấy bạn. Thêm một ít dầu nữa, tại vì nó không có thấy á. Đó, như này mới thấy nè. Tiếp theo là sẽ bỏ ra bò tự heo vô nhé. Trời ơi, sao nhìn giống cái nồi lẩu vậy mấy bạn. Mực nó lẩu cũng được mà ta, đúng không? Gia vị thì sẽ đổ một ít nước mắm, ít thôi. Nhưng mà nhiều á thì mặn ăn không được. Như thế này là chín rồi, mời các bạn thưởng thức cùng nhé. Mùi vị cũng được, nhưng mà nó hơi đen đen một xíu á. Thôi bây giờ không muốn ăn nữa, mình sẽ ăn dứa. Ăn dứa ngọt hơn, ngon hơn thì gì. Ăn xong thì mình sẽ dùng xịt thơm miệng để cho miệng của mình nó thơm tho nha, không bị hôi. Rất là nhỏ gọn, dễ cầm. Mấy bạn đi đâu đi đó hoặc là đeo đám cưới á, ăn xong xịt một phát là nó thơm liền, không có nghe mùi hôi gì hết á mấy bạn. Hương thơm mùi trái cây á, rất là dễ ngửi. Hiện tại là 6 giờ tối, sẽ tiếp tục nấu ăn nha. Hồi sáng nấu nấm kia, bây giờ sẽ tiếp tục nấu mắm này, có tên gọi là nấm keo. Cách nấu rất là đơn giản. Đầu tiên là đổ một ít dầu, tiếp theo là bỏ nấm vô. Nhìn nó nhớt nhớt á mấy bạn. Để đáp lại cho nó sôi. Sau hơn 3 phút nấu thì cái nồi cũng đã sôi. Nhanh lắm, xong rồi đảo đều lại. Thêm một ít nước nữa nha. Đáng lẽ nấm này phải xào quá mới ngon, nhưng mà mình thích ăn nước á, thôi mình nấu nước cũng được. Gia vị thì đổ một ít nước mắm, ít thôi. Bột ngọt là không thể thiếu, nếu mà thiếu thì sao ăn ta. Món ăn sẽ trở nên mắt ngon, không có vị nữa. Tên tên, và đây là thành quả. Nhìn vậy thôi nhưng mà ăn vào rất là đắng nha. Nếu ai ăn không quen á là không ăn được đâu. Còn mình thì thấy rất là ngon. Để giảm bớt được độ đắng thì sẽ nấu món đu đủ cho nó ngọt rồi nhé. Đó bà thấy không? Chín rồi. Bây giờ sẽ bắt đầu gọt vỏ, xong rồi xắt nhỏ nhỏ lại. Bắt đầu nấu thôi. Đầu tiên là để nồi lên bếp, tiếp theo là đổ một ít dầu, ít thôi nha. Sau đó là cho đu đủ vô nhé. Đã để lại cho nó thấm dầu. Gia vị thì bỏ một ít nước mắm, ít thôi mấy bạn, không dám bỏ nhiều đâu. Xong rồi đường nè. Bỏ đường vô cho nó ngọt. Đủ đủ đang ngọt rồi, bỏ đường thêm nữa là đã ngọt nữa. Mình sẽ không bỏ bột ngọt nha. Như này là chín rồi đó. Tiếp theo là sẽ nấu canh đu đủ với thịt heo. Hồi nãy là xào, bây giờ thì sẽ nấu canh. Như vậy ăn mới ngon. Xào với canh. Trời ơi, muốn bỏ gia vị mà hết rồi, nên đành phải nấu như vậy thôi. Rất là đơn giản. Chỉ cần đổ một ít dầu, xong rồi bỏ thịt vô, rửa nước để nắp lại cho nó sôi. Đó, sôi rồi. Giờ thì bỏ đu đủ vô nhé. Nhưng chợt nhớ ra là đu đủ đã hết. U là trời, cái đầu cái gì không biết. Đổ nước
mắm xong rồi bột ngọt. Thế là xong, đã có bữa tối. Giờ thì hãy cùng xếp thành quả nhỉ. Tên tên, bữa tối của mình đây, mời các bạn thưởng thức cùng nha. Mùi vị cũng được, nhưng mà đu đủ xào á, mình không có bột ngọt nó sao á, chỉ có mắm với đường thôi. Nếu mà hồi nãy bỏ bột ngọt á, chắc ngon lắm. Mình tưởng bỏ đường rồi không cần bột ngọt, nhưng mà ăn với cơm thì cũng được. Tiếp theo là sẽ ăn thịt heo nha. Không có bỏ gia vị gì hết á, nhưng mà ăn vào cũng rất là ngon. Nó hơi dai dai một xíu. No nê quá đi. Giờ thì bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.